trời đi lẹ trời mưa rồi. Mà chị Sáu bà cho ba học mít nè. Về luộc hai chồng ăn, hôm nay thèm quá. Hôm nhà coi bá mít có nhiều hấp cơm ăn hết trơn. Bá kêu tôi mặc bộ đồ, giờ tôi mặc ra cho bá coi. Bá khen đẹp quá trời đẹp luôn. Mình phụ nữ cái phải ăn mặc đẹp cho con chồng nó thèm chứ thôi nó chán. Nó chán nó theo mấy quỷ bầu nhí. Nay sang về chắc hết hồn, gặp tôi chắc hết hồn quá. Trời ơi chơi lung dò quá trời luôn. Nội ơi chưa có cạo. Chút ổng về không lát mắt nữa thôi. Bận bộ này quá trời đẹp luôn. Mắt rồi à. Trời ba không mít mít thái vậy ta. Học cái nhỏ nhỏ không không phải. Học mít mình là mít bự. Hầm mít nhà có nhiêu luộc hấp cơm hết trơn. Để chắc nước ra đây có rồi. Cán mà chén giờ đỡ tốn nước. Nhà xài nước hao như gì. Em như bỏ bếp luôn. Bận này có khi đồ bộ đồ này có khi nào má chồng thấy má chửi luôn không? Xong trái vậy. Ba học mít nhìn ngon ghê luôn ta. Hộp này hộp mấy điều do à. Còn ăn cơm chút không ăn. Trời ơi mím mím mím. Trời sống lên cho con bú đi bà. Bụng chết ét vậy mà đẻ 5 con. Quá trời luôn. Đi tầm bay tầm ba chi về nha đẻ đây. Lẹo ơi. Lẹo lẹo. Ô, gì vậy? Trời trời mưa gió vô về không vô kêu gì? Chắc chết. Gì chết? Đầu gì gớm mày? Đẹp mà. Này bà Sáu bà cho nè. Gì mà đẹp. Nè nè. Chứ sao? Gì vậy? Bưởi ai cho vậy? Bãi ra ruộng bà kia cho. Trời hai trái bưởi thấy. Bưởi chán luôn nội ơi. Đi chanh nữa nè. Gì đâu khăn nấy tùm lum trời. Xách vô đi. Rồi. Hên rồi. Dạ. Gì dữ vậy trời. Cái gì che dữ vậy. Mà Sáu mới nói đẹp mà. Nhìn cũng được mà mất rượt mà. Kỹ ta. Gì chê tôi không hiểu nổi gì luôn. Mới nấu xíu chín thì nè. Lấy hộp thử coi. Mít nhớ hồi xưa tôi nấu lâu chín lắm mà sao giờ. Mình nấu giống nội. Mình nấu cái gì? Học mít ăn cơm cho tôi dọn ăn nè. Dọn ăn cơm rồi. Học mít để chút tối hai chồng ha. Ừ, bùi không? Bữa nay mặc đồ gì vậy? Đồ với đồ gì? Đồ gì con gái lứa lông lá rưng ra mặc đồ. Vậy ba má tôi để chưa tay chân tôi lông kệ người ta. Nó biết gì cho tiền cho tiền tôi đi tẩy đi. Sao mặc con dài mà. Chứ tôi có muốn tay chân tôi lông lá gì đâu mà nó lạng. Dọn cơm nè. Mặc đồ thấy gớm mà nó đẹp. Kệ người ta. Tiền ta muốn mua người ta mua bộ ông mua hả. Nè ngon cơm đi. Có ba vịt tôi ram đó. Nè ngon cái ăn đi. Vịt tôi chảo. Ừ.
Tôi dập tay không nổi nữa. Nói mặc cái đồ xấu quắc kìa đó, người ta đẹp. Nó kệ tôi à, tôi mặc cho tôi mặc kệ người ta. Không khen thôi. Nghe kiến coi nhìn đẹp chỗ nào. Ba nào quỷ kia không lẽ bắt tôi bạn hoài. Mì mê mặc đồ thế là nấu nghẹt rồi. À, không biết nhìn ngon ghê đúng không ta. Bùi dễ sợ này. Quên phải là sáng lụi tro cho mày nấu chứ giờ chưa lụi tro không nấu rồi. Một mít tới đâu rồi? Chị Sáu chứ cho ăn. Phải là cho bộ dầu đúng hả? Bà cho tôi hởm lâu rồi nay tôi mới bận đó. Chê quán chút tôi đốt khỏi bận gì trơn á. Mình đốt ơi. Để được. Mấy kia không mặc. Gớm mặc đồ không giống ai á, lông lá không à. Bộ ba lá tôi muốn để tôi chân lông lá không muốn đâu. Nó quờ vậy. Thì biến lông lá ra tôi mặc quần dài đi. Nó tiền tôi đi tẩy lông đi. Nói ôi sao mà không mặc quần dài phải để tôi cho tiền tẩy lông. Nhà bận này cho má không được hả? Ai có muốn lông lá gì đâu. Mặc đồ hơi gớm lông lá không mà để mặc. Để mi đốt nha. Ăn thì nấu ăn khét nghẹt kìa nè. Mặc đồ cũng giống ai hết á. Thụ tha gì mà chê. Ta mặc đẹp đẽ chê đi kiếm con quỷ cái khác. Mấy quỷ kia mặc thì chịu. Tôi mặc thì chơi lên chơi xuống xấu. Rồi mấy nhỏ kia mặc thì khen đẹp. Đẹp quá trời quá đất luôn. Em ơi. Rồi làm gì ngồi đây khóc. Khóc gì? Làm ngồi khóc. Mưa chứ khóc gì. Thì thấy mặc đồ gì là lông lá lâm la người ta cười mới nói thôi. Làm lông kệ người ta khóc. Ba má tôi đẻ vậy rồi tôi có muốn đâu. Đang ngồi ăn cơm thì đi đâu, đang nói đi đâu, rồi giờ ra đây khóc. Nè ăn xong chưa rồi để dọn đi, rửa chén đi. Thì mặc đồ gì thì nhìn lông lá gì nè. Vậy nè, coi nè. Đâu? Có giống ai, có giống ai không? Đó, chân tao không lông, chân tao có lông. Còn mặc quần ngắn, áo. Mặc cho ông nở mày, nở mặt cái gì đâu mà. Thì cho nhìn vô ta cười á, nó mà mặt gì. Cười gì ta không lông, tôi có lông có đâu cười. Không, ai cười kể người ta. Nói đừng giận cho ai nè. Cho gì. Nè nè. Làm sao mới buông ra chứ. Khùng. La nè. Nó mệt chứ. Mày thiệt. Nhắm mắt lại mới được. Nè nè. Nó cho mà mua. Nói đâu vậy? Đây làm rồi thấy y chang cái tôi nè. Khi bán mua. Nó y chang cái tôi không mà. Nè. Mua đâu hay vậy? Mà. À biết cái làm ở ngoài đó rồi thấy bán rồi thấy đẹp á mua. Là. Thấy ông khờ khờ người ta dụ mua nhiêu đây? Có 5.000 à. Bữa bán nên tôi 5.000 hai cây nè. Mà tôi không mua, tôi mua có 1 cây 2.500 á. Vì vậy chắc cái này, vì chắc cái này của ấy rồi đó. Của bà đó. Thấy thằng chồng khờ khờ cái mua cây gì 5.000. Ta mua 5.000 hai cây gì nè. Ta thấy giống nhau, ta không mua, ta mua có 1 cây 2.500 hả. Giờ sáp mua cái này 5.000. Vậy có 7.500 à. Nói chứ đừng giận nha. Giống gì khủng. Đi đi vô.
Vô trước thì tôi vô. Rồi chứ. Bầu sang phà rạch miếu, qua liễu đèo teo sao, về cái mơ ngưỡng qua hay là về sơn nóc à đi. Gì vậy? Dạ, ăn mít, ăn mít. Tự nhiên nằm mát gì vậy? Không, cái màn, cái lù kéo hư tấm màn hết, sao không đi vòng qua đây? Ăn dứt vợ xích ra đây nè, để đây nằm ngủ kiến cắn. Mít ăn nhìn cũng ngon nha. Chứ ăn chưa ngon. Má thử miếng rồi nè. Mềm, bùi ghê phải này. Nè. Lùi cho, ăn mấy ăn nè. Nè, tốt chùm. Cắn được không? Cũng mềm mềm ngon đây. Ủa má chưa về không? Chưa. Trời mưa này nằm ngủ đã luôn. Chiều giờ mưa ấm ếm ấm ếm ếm nè. Ngon ghê. Răng nó ăn được không? Nghe vậy nhẹ con. Được không? Hả? Không được thôi, dưỡng ăn của tôi ăn cho. Được chứ, ăn được. Hãy lọt tôi ăn cho. Để mình chơi mưa hoài ta. Mày biết đâu. Mưa em đâm mà chưa dần. Không hết luôn. Để tới tối luôn mà chưa hết. Lấy mắt bà chuối không chưa? Dạ, còn mấy môn nữa mà. Mưa chứ gì đâu, mưa lớn đâu, mưa em đâm, không thấy mưa không tưới. Mệt. Ớt rất tuyệt rồi. Đất mày đâu thấm, nước đâu thấm, tôi để dưới đất đâu. Mình ăn ngơi nấu nhiều quá à. Đút ăn không kịp. Có bộ muối hay gì ta? Đó muối không? Mặn hả? Ờ. Em biết học mít không có cái đâu muối vậy. Có cái mềm, cái cứng. Thôi ăn, ông ăn không cho dẹp đi. Rửa tay không? Bít chịch. Rồi chưa? Vậy rồi nè. Đóng cửa. Gì ở tay đi ông nội ơi. Cái tay vô nè. Vô nói ông này coi. Đắp vô chi vậy? Gì? Đắp lạnh với mẹ nè. Rồi bữa ông khùng hả gì ông lấy ghế ông phan chị hai vậy? Hả? Bi... Xỉn sai rồi rượu bia nó hành. Có quăng hả là? Có quăng hả ta? Tỉnh nè, mốt tôi nói cho tha hồ mấy. Xỉn làm thằng ruồng điên hả? Như là mệt nhà vậy sợ. Cái gì? Như đâu ông chửi lại mình đâu đâu. Ông chửi chị hai, ông kêu xưng tôi, kêu mà đuổi bà đi, rồi cầm ghế ông phan, bả tôi cản bà nội luôn, mệt thôi. Chiều má bà kêu mớ kêu tôi nè, bà đêm bà mai bà phụ hộ bà hốt nè. Thì chắc hốt mua vàng hay gì đó. Hốt là cái nợ vậy đó. Thế ra là chị hai. Mệt quá trời. Mần dành dụng nhiêu tiền hết trơn. Giờ hốt rồi cống nạp cho bên đó rồi. Chứ mốt bà có trả không nữa. Thì không trả không cho chị em không mừa. Chị em chứ tiền bạc người ta làm cực khổ. Không đi làm cực khổ không biết mệt hả?
Không địch vậy thu đâm giống nội. Địch đâu địch, làm im nãy giờ. Ôi ơi, thôi định nè. Ăn ba hộp mít nữa. Ăn nồi im nãy giờ, địch. Ôi, thôi định. Chanh nhà hủi đi chút hết. Không xàm à. Chanh nhà hủi đi. Địch tôi đi chút hết, nó định nè. Chanh nhà hủi đi chút hết. Để nó heo liền gió. Mình nó tội mình. Để nó heo liền gió cuốn mà mày đi chỗ khác đó, không hủi được. Chê tôi mặc đồ xấu mà giờ không làm cái gớm, hồi rình nè. Thì đó. Nguyên cái buồn này hả, mùi ông không á. Tự nhiên mà. Thì gió. Trời hôi đi, nãy giờ còn hôi. Gió sẽ lùn em vòng rồi nè. Như chuột chết vậy. Đâu dữ vậy. Không mà sao hủi thiệt. Hồi rình. Quá trời hôi đi ông ơi. Không có chơi dầu đi, giờ dầu đi, dầu đi tôi sức, hôi quá. Cú heo liền gió. Nè, hôi đây. Tự nhiên tấn đi chị vậy. Không rớt đất. Mệt quá. Mưa biết chừng nào hết trời. Lớn không lớn, nhỏ con không nhỏ mà cứ râm như không à. Chưa hả? Nhắm mắt mở ra mà hết. Mấy gom kê mặt làm gì trời, để gắt chân mà kê mặt. Thử địch nó giùm tôi cái hâu quá trời đi. Thì cũng trái hai nữa thôi chứ đâu vậy. Ăn được thôi, để đừng ăn, để tôi ăn thôi. Ăn đi có cái để địch. Thôi rinh nè. Mùi gì hôi. Quá trời hôi. Ủa má có kêu gì không anh? Má có hối mình gì không? Hối gì bây giờ? Vụ con cái rồi á. Ai biết đâu. Không nghe ba nó kể, ba nói gì ai hả? Ba không nói cháu nội đâu có hả gì hả? Chưa hết cháu nội gì. Thôi chứ tắt đèn đi. Gì? Tắt đèn đi. Tắt đèn làm gì? Ai biết thì tắt đi. Khùng quá nội, mệt quá. Thì tắt đèn đi trời. Tự nhiên tắt đèn tối thui, khùng quá. Thì ngồi vậy tắt đi. Rồi tắt, có cái bất ngờ. Khùng quá. Nằm đi. Mệt thì tắt đi khùng hoài. Nhiên tắt, tắt đèn. Thì tắt đi. Khùng quá nội ơi. Đây chậm anh là tới là khùng hoài luôn đó, cái bên này chậm anh sẽ tắt đèn. Tắt làm gì? Đúng 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 đúng. Khùng quá. Nhớt gối. Thôi lụm 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 lụm. Nhột nội ơi, ơi. Gì đâu nhột. Khùng quá. Gì nhột trời. Nhột. Nhột đâu. Là Mimi, là Mimi. Trời ơi, thú gồm miệng nội. Trời ơi. Thì nó chậm mệt. Chậm mệt nó chậm xuống. Nó đạch cho hối hả. Khùng quá nội ơi, trời ơi. Tôi nhiên kêu tắt đèn chậm mệt cái gì. Đạch cái trời nó thú quắc nè. Thì tắt chậm mệt, dán màn lên mình đạch. Nó mới chui chui vòng vòng đây chứ. Nghẹt mũi luôn, khùng quá. Chạch ra cái màn này cái gió. Đập lọt vườn quá. Gió thổi cuốn heo. Đập. Ui, tôi đập lọt vườn luôn. Ui. Ây. Trời ơi. Đạp heo. Ông tự không ăn chứ tôi đạp ông nào. Mệt ghê. Sao? Vậy. Heo. Tự nhiên cầm chổi quánh ta. Khùng quá. Bạo lực hả? Bạo lực gia đình hả? Khóc khùng quá nổi cực. Nhỏ. Đừng địch nữa, tôi cái hồ đình nè. Khùng ghê. Tuyến tắt đèn cái chụm mệnh lên cái xả cả thôi cái hả. Muốn xỉu muốn chết thì chuột con thôi luôn. Gì đâu. Chuột con đâu chết. Chết con mèo con.
khùng quá trời khùng đi. Tầm ruồng tầm điên không mệt quá ông nội ơi. Về đi như vậy lấy cây quýnh đít tôi làm gì ông nội. Mệt quá nha. Thôi ngủ đi. Tắt điện nó thui như vậy mở lên. Khùng quá. Nhột nội ơi. Làm gì vậy? Đeo. Tôi mệt tôi đi tắm á, làm đi.